các thầy trò Đường Tam Tạng đã đụng độ hai tên cường giả ám hồn. Tên băng bó khắp người chủ động tấn công Đường Tam Tạng. Mỗi một cú đấm của hắn vô cùng mạnh mẽ. Đường Tam Tạng thừa nhận lực chiến của kẻ này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Sa Ngộ Tĩnh lao tới chém vào người hắn, nhưng cơ thể tên này lại giống như sắt thép. Hắn tự khoe loại công kích của Ngộ Tĩnh hoàn toàn không có cửa đả thương hắn được. Tên này không những có lực công kích mạnh mà cơ thể cũng cứng rắn, đao kiếm không thể làm bị thương. Sa Ngộ Tĩnh triệu hồi ra một cơn bão cát xung quanh hắn nhằm che tầm nhìn, sau đó liên tục ra đòn bất ngờ nhưng cũng chỉ làm khó được tên này một chút. Hắn nhảy lên cao rồi lao xuống đè bẹp Ngộ Tĩnh. Cũng may là Sa Ngộ Tĩnh không dễ dàng chết như vậy. Đường Tam Tạng nhanh chóng xông lên, hai thầy trò cùng nhau liên thủ tấn công. Dù phải lấy một địch hai nhưng tên này vẫn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh cho cả hai sấp mặt. Bây giờ đã không có ai cản đường mình nữa, hắn ta lao nhanh về phía Tiểu Vũ. Đúng lúc này Bạch Lang cũng kịp về tới, cậu triệu hồi Long Hồn ngăn cản, sau đó xông lên đánh tay đôi với tên ám hồn. Lực lượng tên kia mạnh mẽ, còn Bạch Lang thì linh hoạt, thân thể lại chịu đòn cực kỳ dai, bị cậu ép cho quay như chòng chóng. Hắn ta cực kỳ tức giận. Sau khi sử dụng lực lượng sức mạnh ám hồn, hắn ta liền dễ dàng bón hành ngược lại Bạch Lang. Bạch Lang nhận ra chiêu thức tên này rất quen thuộc, hóa ra tên này từng là kim cang của thiên giới. Năm đó bị Bạch Lang dùng Long Hồn thiêu đốt và bị chôn vùi trong đám lửa. Bạch Lang chủ động cúi đầu xin lỗi vì đã làm cho hắn chịu khổ cực. Hành động này làm cho Nhất Hổ cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ là Bạch Lang bị đánh cho ngu người rồi? Tên kim cang thì càng tức giận, muốn xin lỗi thì xuống địa ngục mà nói lời xin lỗi. Hắn muốn trả lại nỗi đau đớn này gấp bội. Nhìn thấy Bạch Lang liên tục bị ăn hành, Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh cũng cảm thấy không ổn. Thực lực tên kia đã mạnh hơn rất nhiều, khó đối phó rồi. Lão già còn lại cũng bắt đầu đọc chú ngữ triều hoán ra rất nhiều võ sĩ vong linh. Thực lực đám võ sĩ vong linh này cũng không tầm thường. Hơn nữa, số lượng lại quá đông. Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh liên tục giết chết bọn chúng. Tuy nhiên, đám vong linh này cứ chết rồi lại hồi sinh. Chẳng mấy chốc, hai thầy trò đã bị bao vây. Bọn họ phải thừa thế xông ra ngoài, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng vây. Đột nhiên, tốc độ đám vong linh tăng lên, Đường Tam Tạng không may bị đánh trọng thương. Sa Ngộ Tĩnh phải lao tới ngăn cản bọn chúng. Trong lúc hai thầy trò đang bị bao vây, thì vài tên vong linh đã tiến về phía Tiểu Vũ. Ngao Tuyết phải xông ra đánh địch. Vì mất đi một cánh tay nên hắn ta không thể phát huy hết sức mạnh. Đã vậy, hắn ta vừa giết được một vài tên thì bỏ người để chạy giữ mạng. Cũng may Đường Tam Tạng kịp thời phá vòng vây để lao tới giải cứu Tiểu Vũ. Lão xám hồn thấy vậy lại tiếp tục triệu hoán ra thêm rất nhiều vong linh. Đường Tam Tạng chật vật cầm cự, nhưng vì kẻ địch quá đông, trong phút lơ là lại bị chém vào tay. Ông biết cách duy nhất để phá giải thế cục hiện tại là giải quyết người thi chú. Bạch Lang dù bị ăn hành ngập mồm nhưng vẫn không nằm xuống. Cậu bạo phát Long Hồn của thú đại nhân định thiêu đốt cho tên này thành tro, nhưng kết quả lại không khả quan. Cơ thể hắn giống như miễn nhiễm hoàn toàn với hỏa diễm. Làm ám hồn, hắn có được sức mạnh trước này chưa từng có. Hắn chỉ cần bạo phát lực lượng đã hóa giải hỏa Long Hồn, sau đó xông tới túm cổ Bạch Lang. Bạch Lang bây giờ giống như một cục thịt, tùy ý bị hắn đánh đập mà không còn sức phản kháng. Đúng lúc tên này ra đòn kê liễu Bạch Lang thì chữ Bát Giới đã xuất hiện ngăn cản. Bát Giới tung bồ cầu đánh trả ngược lại. Sự xuất hiện của Bát Giới làm cho mọi người vui mừng, còn Ngào Tuyết thì lại tỏ vẻ tức giận vì hắn đi ra ngoài trăng hoa, đến bây giờ mới chịu trở về. Bát Giới tỏ vẻ hổ thẹn, hắn liền tiếng xin lỗi, cho dù trở về thì e rằng không thể tiếp tục đi cùng mọi người nữa. Hắn giống như người sắp chết rồi, nói xong liền cởi bỏ mũ đội trên đầu, để lộ ra đôi mắt đã bị khâu lại. Nguyên nhân bị như vậy chính là chúng phải chú ấn của Ám Miêu. Trước khi chết thì chữ Bát Giới vẫn muốn đập cho Ám Ảnh Thiên Thần một trận. Thế là hắn cầm theo bồ cao lao lên, tên kia dễ dàng ngăn cản lại. Hắn ta còn tưởng là nhân vật nào ghê gớm, nhưng thực lực cũng chỉ có vậy. Hắn liên tục đấm vào mặt Bát Giới, tưởng như thế là đã giải quyết được chữ yêu, nhưng không. Chữ Bát Giới nhanh chóng đứng dậy khiêu khích hắn cho ăn cơm hay sao? Để lão sư dạy dỗ hắn cách đánh nhau này, chữ Bát Giới nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu Đại Tập Khí. Đại Tập Khí là chiêu thức biến hình của Bát Giới, uy lực vô cùng mạnh, nhược điểm là phải có rừng cây, nếu ở trên sa mạc thì không thể thi triển. Lực lượng tập khí của Bát Giới mạnh hơn trước kia rất nhiều, tên Ám Ảnh Thiên Thần cũng nhận ra mức độ tập khí này tuyệt đối không phải là yêu quái bình thường. Ngay cả Đường Tam Tạng cũng bất ngờ, thái độ tác chiến tích cực như vậy hiếm thấy vô cùng. Chữ Bát Giới nhanh chóng lao lên, Ám Ảnh Thiên Thần buộc phải tung ra tuyệt chiêu, phóng ra rất nhiều công kích. Bát Giới ngăn cản toàn bộ, ném thẳng bồ cào thẳng vào mặt hắn ta, sau đó xông lên đánh cận chiến. Tên kia vừa mới tuyên bố không ai có sức mạnh hơn mình thì đã bị Bát Giới tặng cho một đấm vào mặt. Về phần những người khác, bọn họ vẫn đang phải chật vật đấu với đám vong linh.
Bạch Lang triệu hoán ra Long Hồn quét sạch một nửa phe địch, ba giới cũng liên tục chèn ép đối thủ. Một bên là lực lượng tuyệt đối, bên còn lại là nhục thể cường hãn. Nhưng dưới những đòn đánh của Chu Yêu, hắn ta đã trọng thương. Nhận ra tình thế đang chuyển biến xấu, lão già đầu chọc lại thi triển thêm chú ngữ nhằm bắt giữ Tiểu Vũ nhanh hơn. Bạch Lang được giao nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Vũ, còn Đường Tam Tạng và Ngộ Tĩnh thì cùng nhau xông lên. Mục tiêu của hai người là lão già đang thi triển chú ngữ. Sao Ngộ Tĩnh thi triển một trận gió cát tiêu diệt hết đám vong linh trước mặt. Đường Tam Tạng nhân cơ hội này lao tới chỗ Thiên Mãn Tình, nhưng đối phương đã có chuẩn bị trước. Đám vong linh phía sau lão lập tức dương cung. Đường Tam Tạng đang trên đường lao tới thì đã trúng tên. Điều này làm cho lão cực kỳ vui mừng, nhưng niềm vui chưa kéo dài được quá lâu thì đã bị dập tắt. Hóa ra thân ảnh bị trúng tên lại là hình nộm cát của Ngộ Tĩnh. Hiển nhiên là ý đồ canh phòng của Thiên Mãn Tinh đã bị ông nhìn thấu. Đường Tam Tạng nhanh chóng đập cho lão ta sấp mặt và phá hủy luôn quyển sách ghi chép chú ngữ. Về phía ba giới, dù tên ám ảnh thiên thần đã rất cố gắng, nhưng đối mặt với Chư Yêu quá mạnh mẽ thì vẫn không có cửa. Lần này cũng may là có ba giới trở về kịp thời, tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Không khí xung quanh đột nhiên dao động, khí lạnh ập tới, cảm giác vô cùng khó chịu. Bọn họ lập tức nhận ra người tới là cường địch mạnh mẽ. Quả đúng là như vậy, Tăng Thiên Trưởng đích thân tới đây giải quyết các thầy trò. Vừa mới xuất hiện, ông ta đã yêu cầu các thầy trò Đường Tam Tạng giao ra Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Dù là kẻ địch mạnh, nhưng Đường Tam Tạng vẫn không ngán. Các thầy trò lập tức thu thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng còn chưa kịp xảy ra đại chiến thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào!